Hello, xin chào cô bác chị em. Tiếp tục máy dầu nhỏ, mình quay động cơ NS50 nha. Con này mới về. Con này cực kỳ nha cô bác chị em. NS50. Gia hình sau để nguyên zin cô bác chị em. Không dọn, không tân trang gì hết nha. Kêu nó nhanh đi kìa. Để anh em dễ mua nha. Cái này để nguyên zin không xịt dầu xịt mỡ gì ngay quá chị em. À, xuống đây không? Anh em nào cần sử dụng mua động cơ nhỏ thì mua con máy này nha. NS50 dàn nước sơn dàn áo còn nguyên zin nha quá chị em, không có thay đổi gì hết nha. Đó. Anh em nào mua bơm nước có chạy oxy hay là cái gì ha thì mua con máy này nha, thì cực kỳ luôn, không còn gì phải bàn cãi hết. Đó. Quay kìa, quay máy kìa. Rồi. Bốn. Rồi kia đi làm đi, kia phải làm đi lên. Để sát sau luôn nha. Nhìn đây không? Cô bác nào mua máy đất á thì mua con này nha. NS50. Máy này để nguyên zin nha. Máy này về không rửa luôn quá chị em. Không rửa không vệ sinh luôn nha. Nguyên zin sao mình về mình quay gan vậy luôn đó. Không tân trang, không có làm gì hết á. Đó. Máy xuất sắc, cực kỳ luôn. Anh em nào cần mua để bơm nước như diện tích nhỏ hoặc là chạy oxy hoặc là gì đó ha, mua con này ha. Anh em nào ở xa thì mình sẽ ship tới nhà cho các anh chị em nha. Còn anh nào ở gần, anh em nào gần á, gần Tân Hưng á thì chịu khó lại tiệm mua, mình sẽ bán cái giá cho nó mềm nha. Anh em là có mua thì alo giúp mình nha. Xin chúc cô bác anh chị em được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công nha. Mình xin hẹn lại cô bác chị em video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.